Kamen Rider Kids đã có những hình ảnh đầu tiên về những tập được leak ra trong tháng 12 sắp tới. Chúng ta sẽ có được form nâng cấp chính thức đầu tiên, có thể gọi là Super Form nếu đối chiếu với thời gian này của Kamen Rider Revive là Barrick Red. Đây sẽ là Super Form đầu tiên của Kamen Rider Kids. Form trước đó được giới thiệu mang tên Fever. Nó mặc dù có chiếc bất cổ vô cùng đẹp giống với lại Mutiki SA, nhưng thực chất form này chỉ thay đổi một tấm áo tròn hoặc là những bộ phận đặc trưng của những Kamen Rider khác, như là Buffa là tấm vải ở phần thân dưới hay là tấm áo tròn ở hai bên của Kamen Rider Benjack. Nên chúng ta có thể coi đây là một form đặc biệt khác hoàn toàn về ngoại hình của Kamen Rider Kids, với tên gọi là Rising, với hình dạng chưa có áo giáp và chỉ sử dụng đúng thanh gươm. Và hình dạng thứ hai, hình dạng chính thức, mang tên Commander Form. Bên trên là một chiếc phản lực, còn bên dưới là những khẩu pháo hủy diệt đến từ những cổ xe tăng hạng nặng. Sơ lược về vũ khí cũng những chiếc bất cổ mới, Dream Commander bất cổ. Đây là hai chiếc bất cổ đối xứng với nhau. Chiếc bất cổ này được điểm tô bằng một màu bạc với hai màu đối lập nhau là màu cam ở một phần và màu xanh dương ở một phần còn lại. Điều đặc biệt nhất có lẽ sẽ đến từ vòng tại giữa chiếc Design Driver, với màu sắc của nó là màu sắc cầu vồng, hay đơn giản hơn là màu pha trộn giữa cam và xanh dương và tạo ra những màu sắc trung hòa ở giữa khi cam và xanh dương va chạm vào nhau, tạo thành điểm đặc trưng của Commander Buckle. Một chiếc Buckle tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, và thậm chí nó còn là một chiếc bất cổ đôi đối xứng với nhau chứ không riêng biệt. Phần bất cổ này có khả năng kích hoạt lên thanh gươm và gắn vào hai bên hay chăng? Nếu như vậy thì mình nghĩ thanh gươm sẽ khá là cồng kềnh. Thanh gươm thiết kế cũng đơn giản không kém, với hai lưỡi gươm đối xứng tương tự là màu xanh dương và màu cam. Theo hình dạng này thì lưỡi gươm chính được chém sẽ là lưỡi gươm màu cam, còn phần xanh dương thì chỉ để tô điểm cái đẹp mà thôi. Thanh gươm cũng không có gì đặc sắc, trừ việc là nó sẽ phải kết hợp với hai chiếc bất cổ để tạo ra được mạnh tối thượng. Chúng ta sẽ đến với tạo hình của Kiss với hai form. Form đầu tiên là Rising, với hình dạng là cơ thể màu đen cùng với thanh Rising Draw trên tay. Anh ấy chỉ thay đổi đúng phần gương mặt giống như bao form khác, là một tấm kính với một chiếc anten bên trái giống với những vị chỉ huy đang ra lệnh cho quân đội của mình, hay là một phi công nói chuyện trong bộ đàm. Phần kính của Rising Form cũng giống như với lại Buckle và thanh gươm, nó với hai màu cam và xanh dương ở hai bên đối xứng nhau. Đây là hình dạng trước khi mà anh ấy có khả năng kích hoạt khả năng tối thượng là Commander Form. Theo những thông tin được leak ra từ những đồ chơi về Kamen Rider Kids thì đây sẽ là lúc Commander Buckle còn lại đang được sạc trên thanh gươm, khi nó sạc đầy mới có khả năng kích hoạt hình dạng tối thượng. Nghĩa là đây cũng chính là một phần giới hạn về sức mạnh của Commander Form hay chăng, khiến cho anh ấy không thể nào quá vượt trội so với những người chơi khác bắt buộc phải sạc. Và trong trạng thái này chỉ có thanh gươm và phần phòng thủ của anh ấy gần như là không có. Mình không biết có khả năng gì đặc biệt hay không, tại sao mà anh ấy không sử dụng một bất cổ khác gắn vào phần còn lại của chiếc driver để câu giờ trong trạng thái này, mà lại sử dụng thanh gươm để chém tay. Có thể lý giải đây là tập đầu tiên nên anh ấy mới sử dụng form cơ bản thế này để debut. Form như vậy chỉ cầm thanh gươm và thay đổi gương mặt cũng có tên gọi riêng là Rising Form. Mình nghĩ đây chỉ là phần debut cho form này mà thôi, chứ thực nghĩa anh ấy nên sử dụng thêm một bất cổ khác nữa. Và đó là những điều đặc biệt có trong Rising Form. Chúng ta sẽ đến với form quan trọng nhất, hình dạng Commander Form, với một người chỉ huy như mình nói, nhưng là một người chỉ huy quân đội trong tương lai. Hình dạng đầu tiên là Canon, giống với tên gọi của nó là một form với tông màu cũng y chang chiếc bất cổ là màu bạc làm chủ đạo, cũng như những màu xanh neon ở khắp toàn bộ cơ thể. Đây là form thiên về tấn công từ xa với hai khẩu pháo hạng nặng ở trên lưng. Form thứ hai của anh ấy sẽ là form Z. Đây là form liên quan tới một chiến cơ giúp anh ấy khả năng bay lượn. Tại sao không phải đối ngược với Canon là một thanh gươm, thì mặc định anh ấy đã sử dụng Rising Sword rồi, nên form thứ hai sẽ đối lập với một chiếc xe tăng, thì chính là một chiếc máy bay phản lực giúp cho Kiss nâng cao khả năng và chiến đấu trên không. Mình không biết màn debut của form Z này sẽ diễn ra ở đây hay là trong movie nữa, vì thực chất thì anh ấy đâu có kẻ thù nào thiên về tấn công trên không đâu. Không lẽ là áp đảo cái hù bằng cách đánh từ trời đánh xuống, hoặc là anh ấy sẽ gặp một kẻ thù nào đó liên quan đến khả năng bay lượn để form Z được tỏa sáng. Mình vẫn chưa thấy được nhiều công dụng của form này. Việc form Z dùng để giải những câu đố trong màn chơi thì mình nghĩ khá là khó để xảy ra. Vậy liệu hai form này của Kiss sẽ thể hiện như thế nào, và phần thân dưới của nó có tác dụng gì không? Chúng ta thấy phần Z cũng như phần Canon sẽ thể hiện tốt nhất ở phần thân trên. Phần thân dưới của Kiss chưa bao giờ là vô dụng cả, giống như khẩu súng gắn dưới chân của Magnum hay là gia tốc từ Boost để giúp anh ấy chạy nhanh hơn. Canon cũng như Z ở phần thân dưới sẽ có công dụng như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và hơn hết, thanh gươm Rising Sword khi sử dụng với lại đại pháo có công dụng gì nữa hay không? Tất nhiên, form này nâng cấp cũng không phải chỉ có Kiss mà còn có Tycoon. Anh ấy sẽ còn một kẻ thù khác là Commodore Claire, kẻ có hình dạng khá là đặc biệt cũng như những vòng tròn trên người rất giống với Suri của Kaoru Ryuki. Hắn ta có liên quan tới movie. Các bạn hãy chờ clip sau mình sẽ phân tích kỹ hơn nha. Mình là Rider Ictop. Đây sẽ là một số video để duy trì kênh Rider Ictop nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Theo watching. Bye.